Chào mừng quý vị và con đến với chương trình Tôi yêu chợ Việt mùa thứ 9. Và hôm nay chương trình Tôi yêu chợ Việt mùa thứ 9 mời tất cả quý vị khán giả hãy đến thăm một chợ ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Đó là chợ gì? Bây giờ Quang Thắng không để quý vị và bà con chờ lâu. Quang Thắng bật mí luôn. Đây là chợ đó. Chợ đỏ xem là trong chợ có những cái điều gì là đặc biệt nhá. À đây rồi, tôi nhìn hình như là có đại diện của ban quản lý chợ đây rồi. Hôm nay rất vui được gặp ban quản lý chợ. Hôm nay thì Quang Thắng muốn hỏi là ở chợ đỏ của mình thì có những cái điều gì đặc biệt nhỉ? Chợ của mình nhá là căn bản là vì ở gần biển cho nên là sẽ có nhiều mặt hàng mà liên quan đến đồ biển ạ. Sau đây em mời anh vào tham quan và thưởng thức các mặt hàng của chợ em ạ. Chắc chắn là phải có nước mắm rồi. Hôm nay Quang Thắng đi nếm nước mắm, có đúng không nhá? Mời quý vị hãy cùng Quang Thắng với Hoa đi tham quan chợ. Nào, ta đi nhá. Thắng hỏi thật là có phải là nước mắm không? Dạ không ạ, mời anh vào đây. Bí mật nhá. Đầu tiên thì bước vào chợ thì tôi thấy rất là nhiều những gian hàng ăn vặt. Đấy, ví dụ như là bánh gối này, xúc xích này, rất nhiều cái món hàng để chúng mình ăn vặt. Hình như cái này là chỉ bán cho các công nhân thôi hay sao nhỉ? Dạ, công nhân cùng với mọi người dân ở đây ạ. Vâng, đấy, và ta đi nhá. Xin mời Quang Thắng thưởng thức. Đây là món nộm chân gà và món nộm sữa đặc trưng của biển bọn em ạ. Tôi đoán sai rồi đúng không? Tức là tôi đoán là nước mắm nhưng mà thực ra ở đây là nộm sứa. Chị họ tên là gì và chị bán hàng ở chợ đỏ này lâu chưa? Xin chào diễn viên Quang Thắng cùng tất cả mọi người ạ. Em là Nguyễn Thị Vân ạ. Em kinh doanh ở chợ đây là 10 năm rồi. 10 năm rồi. Một con số cũng là khá là lâu đấy. Bây giờ thì Quang Thắng muốn ăn nộm sứa thì chị bán như thế nào nhỉ? Anh có nhu cầu thưởng thức thì ở đây em sẽ làm phục vụ. Bởi vì đằng đâu thì đây cũng là đặc sản ở quê em thì là phải giới thiệu cho mọi người được biết. Vâng. Bán cho Quang Thắng khoảng 20.000 có bán không? Ở đây thì nói về nộm á thì cái món nộm sứa này của em là bán ít nhất là từ 30.000 đô lên. Nhưng mà cái này thì em đặc biệt là vì lần đầu tiên được gặp anh cho nên là em sẽ mời anh và đội ekip nhà mình một đĩa. 30.000 Quang Thắng trả tiền. Em cảm ơn nhưng mà là cái này là em nói là em mời cho nên là em sẽ mời anh và đội ekip luôn ạ. Rồi, quá được. Như người địa phương ở đây có nói là ăn những cái món đặc biệt của chợ đỏ này phải bốc tay sẽ ngon hơn đúng không ạ? Còn hơn là ăn đũa đúng không? Quang Thắng nếm luôn. Đấy, quý vị và bà con thấy không? Nghe cái ngon ngon, nó không chua quá, không mặn quá, đậm đà tình cảm. Đấy, đúng là người dân của Thanh Hóa. Rồi, ăn miếng nữa. Ngon quá, ăn miếng nữa. Nộm da gì? Da lợn ạ. Bì. Tức là trong miền Nam người ta gọi là bì heo. Đấy. Chị bán hàng ở chợ đỏ này lâu chưa? Bán hàng ở đây từ ngày có tô đổ lúa đến nay là bán được 20 năm rồi. Úi dồi ôi, một con số khủng đấy, 20 năm rồi. Vâng, thế thì bì này thì chị bán thì cho khách như thế nào? Ăn bao nhiêu thì em bán bấy nhiêu thôi, 100.000 một cân. Nghĩa là hôm nay là cái ekip về đây quay thì là các em cũng muốn cho các ekip là thưởng thức
cái món ăn của chợ đũa Sô Tô, xem là cái niêm chạo này nó như thế nào và các món ăn nữa. Cho nên là hôm nay là em sẽ không lấy tiền của mọi người. Mừng quá thôi thì Hoa ơi, Quang Thắng nghĩ rằng là chúng ta phải đi khắp chợ đi. Ngoan. Cảm ơn tất cả các chị. Vâng ạ. Vâng. Thay mặt những người làm chương trình ngày hôm nay, xin cảm ơn hai chị đã tặng quà cho chương trình. Một là món nộm sứa, gỏi sứa. Hai là nộm của bì lợn, rất là ngon. Bây giờ thì cũng đã đến giờ ghi hình chương trình Tôi Yêu Chợ Việt mùa 9 rồi. Mời quý vị bà con hãy bớt chút thời gian ra ngoài đấy cổ vũ cho hai đội chơi của chúng tôi. Và bây giờ thì mời tất cả mọi người hãy về sân khấu chính của chúng tôi nào. Xin mời. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.